Schinken. Mit Schinken. Ja. Ja. Xin chào cả nhà, mình vào bếp nấu cơm trưa. Hôm nay thì mình sẽ làm hai món gà kho và mực xào chua ngọt. Gà kho ở đây thì mình kho cái đùi gà mà lọc xương ra rồi. Mình không cần ướp trước, mình chiên sơ cho gà săn lại rồi mình sẽ kho. Cái cách này thì làm khá nhanh và gà cũng vẫn ngon. Mình cho một chút muối, gừng, tỏi, hành băm. Mình đậy nắp lại kho gà 15 phút. Gà gần chín rồi, bây giờ mình nêm nha. Mình nêm đường nè. Nước tương. Nước mắm. Bột nghệ. Mình cắt cần nè, cái cần này thì nó thơm nhưng mà nó khác cái cần tây kia một chút ha. Cần này gọi là Staudon celery, cà chua. Thơm thì mình cắt nửa trái thơm to, mình cắt nhiều thơm bởi vì anh đi nhà mình rất thích ăn thơm xào. Mình cắt một trái ớt chuông, nửa củ hành tây, hành, gừng, tỏi này thì mình sẽ băm nhỏ ra để lát nữa mình xào mực. Gà mình kho tổng cộng 20 phút, bây giờ chín rồi. Mình lật lại rồi sẽ cho tiêu xay. Gà mình kho rất nhanh luôn. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục xào mực. Mình cho dầu, phi hành, tỏi, gừng. Mình mua mực đông lạnh, mình bỏ ra ngâm nước rã đông xong rồi rửa sạch. Mình cho bột nêm, cho dầu hào, đường, mực chín mình cho ra đĩa để lấy chảo xào rau. Mình cho rau cần,
và thơm. Hành tây. Ớt chuông. Cà chua. Nhà mình không có chảo lớn nên là mỗi lần xào cái gì mà nhiều quá thì nó đầy ngắt chảo như thế này nè. Mình cho bột nêm, chút dầu hào, tiêu xay, rau chín thì mình đổ mực vào. Mình xào một chút nữa để cho mực thấm đều với cái vị chua ngọt. Mình cho thêm một chút tiêu xay rồi sẽ dọn ra ăn. Bữa trưa hôm nay thì mình làm món gà kho với mực xào chua ngọt. Mực xào chua ngọt thì có nhiều rau rồi nên là mình không có làm thêm salad nữa. Bây giờ thì xin mời cả nhà cùng ăn cơm với gia đình mình. Xin chào cả nhà, bây giờ thì xin mời cả nhà cùng ăn cơm trưa với gia đình mình ha. Hello, xin chào. Hôm nay thì mình làm món mực xào chua ngọt với thơm á. Anh đi rất thích ăn thơm. Chô thì không thích ăn cá, ăn mực, không thích ăn hải sản nên là mình làm gà kho. Mình thử mực xem sao. Mực này mình mua người ta khứa sẵn rồi, người ta cắt xong người ta khứa sẵn rồi. Khứa thì thôi, cái snake nó thật. Habe fertig gekauft. Die Bahn hier. Ich glaube mit Maschine. Cool. Ở đây thì mình không mua được mực tươi, mua mực đông lạnh đó, nên là ăn thì nó sẽ không có ngon như là mực mình mua mực tươi. Ăn là nice, good, chơi thơm. Thơm ngọt, ngon. Món này á, chắc là lâu lắm rồi, bây giờ chắc là mấy năm rồi mình mới nấu lại. Gà thì mình mua ức gà, cái này người ta cũng bỏ xương ra rồi. À không phải là ức gà mà là đùi gà. Đùi gà người ta đã lọc hết xương ra rồi á, còn cái phần thịt thôi mình kho cho nên là không cần gỡ xương. Người Đức thì người ta toàn là ăn gà công nghiệp thôi. Mình khi mà mình kho gà thì mình lại thích mua cái gà mà gà dai á, gà mà để người ta nấu súp á, gà máy đẻ á. Thì ăn cái thịt nó dai, còn ăn cái thịt gà công nghiệp á, thì nó bở. Das ist doch dein Liebling Ananas. Ăn thơm này mình còn thích hơn ăn mực. Mực này chắc là do mình xào cũng hơi lâu á, nên là ăn nó dai dai.
Thử cần này xào cái ha. Cần này hôm trước mình cắt nhỏ ra mình ăn với bún bò Huế, ngon. Cần này xào ngon. Giòn. This is tàu đằng celery. Cần này á, người ta bán rẻ lắm. Thường là một cây á, một cây thì mình cắt ra cũng được nhiều. Người ta bán khoảng 1 euro một cây. Gọi là Staudan celery. Glaube, der Weg da einfach. Ja. Ich selber vielleicht. Ja. Bestimmt. Wahrscheinlich. Der Weg raus und so. Kann nächstes Jahr probieren. Ja. Celery sowieso einfach zum Pflanzen ja. Normalerweise. Und vielleicht trainieren Sie nicht, oder? Oder doch. Spielen. Aber wir können nichts machen, so viel. Das macht keinen Sinn. Ah. Ich bin dabei, Golf spielen. Ja, wir müssen ja trainieren. Also ich denke mal. Hôm nay nhà mình đổi cái chỗ để bàn ăn. Cả nhà có thể nhìn thấy phía sau mình là cái cửa sổ rất lớn, à, thì ở đây là phòng khách á. Nhưng mà phòng khách khá rộng nên là tụi mình đã dời tủ và chuyển đồ xong rồi để bàn ăn ở đây. Thì cái bàn ăn ở cái phòng ăn cũ á, thì nó rất nhỏ, cái phòng đó rất nhỏ cho nên khi mà mình có khách á, rất rất chật chội khi mà ăn uống nên là mình đã chuyển qua đây. Thì mình sẽ để bàn ăn ở góc này. Ja, das schmeckt wie Ananas, Joe, das gibt's nicht. Was Süßes mit was Salzigem passt da gar nicht. Ja. Doch, man denkt, das passt nicht, aber es gibt viele Essen, süß und salzig gemeinsam. Ja? Mm. Süß und sauer, süß und salzig. Ja. Kennst du Speck mit Daten? Kennst du Daten? Ja. Daten, die sind sehr süß. Und man wickelt mit Speck und dann frittiert. Und dann, wenn du isst, dann das ist salzig von Speck ja. Und Daten süß. Und das, das hat... Die Butter machen alle, was? Ja, eine Butter ist nicht salzig, aber trotzdem. Aber ich meine, da kombiniert, das schmeckt gut. Oder Melone mit Schinken. Mit Schinken? Ja, nee. Mit Parmaschinken sind die Melone. Wir haben in Österreich einen richtig leckeren Schinken gegessen. Hm? In Österreich einen richtig leckeren Schinken. Ja. Hast du gegessen? Ja, der Palatschinken. Ne? Ich weiß nicht, aber der hat nicht so Fett gehabt und so. Palatschinken ist doch Kuchen. Pfannkuchen. Ja, aber so Schinken, der kein Fett hat, der schmeckt immer am besten. Ja. Hôm nay ngoài trời không có nắng. Buổi trưa mà nhìn tối thấu khuya. Gió lạnh. Mà ra đường á, nhiều chỗ cây lá đẹp lắm. Tại vì lạnh lắm. Thì lá đổi màu hết à. Vì schmeckt dir? Sehr gut. Ananas top. Anh đi mê nhất là trái thơm. Nhưng mà ớt chuông á, nếu như mà có ớt xanh xào thì mình lại thấy ngon hơn là ớt đỏ. Tại vì ớt xanh thì nó có cái vị hăng hăng á, còn ớt đỏ thì nó lại ngọt. Nhưng mà nhà mình hết hết ớt chuông xanh này. Còn trái ớt chuông đỏ trong tủ lạnh thế là nấu luôn. Aber du isst doch, wenn man frittiert, oder? Frittieren wahrscheinlich, ja, das schmeckt gut. Ja, schon. Schmeckt nach Gefühl gar nichts. Was ist? Und dir schmeckt? Was finde ich? Đó, tụi mình ăn gần hết đĩa mực xào chua ngọt luôn à, còn ít thôi ha. Nhà mình đã ăn xong rồi, mình cũng xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye cả nhà và xin hẹn gặp lại ở video lần sau. Tạm biệt. Yeah, goodbye. Tschüss. Auf Wiedersehen.